Chiều ngày 2 tháng 12, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp và làm việc với đoàn học viên lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên chính và tương đương năm 2022 của Trường Chính trị tỉnh đi nghiên cứu thực tế cuối khóa học tại địa phương. Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện bày tỏ niềm trân trọng khi được đón tiếp các thầy cô giáo và các đồng chí học viên của lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên chính và tương đương năm 2022 Trường Chính trị tỉnh. Đồng chí mong muốn rằng chuyến đi lần này không chỉ giúp học viên có được cái nhìn thực tế về công tác cải cách hành chính, công tác tổ chức cán bộ, công chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Các học viên bằng kinh nghiệm công tác của mình có thể đóng góp nhiều ý kiến, phương pháp hay cho việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện đã báo cáo một số kết quả đạt được trong việc thực hiện công tác sắp xếp tổ chức cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tân Lạc sau khi thực hiện nghị quyết số 830 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình trong thời gian qua của huyện Tân Lạc, cũng như một số khó khăn vướng mắc còn gặp phải trong thực tiễn khi thực hiện công tác này. Bên cạnh đó, lãnh đạo các phòng ban của huyện cùng các học viên đã chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi một số phương pháp để tháo gỡ những khó khăn xung quanh vấn đề sắp xếp tổ chức cán bộ và sắp xếp lại các đơn vị hành chính và các vấn đề cải cách hành chính, xã hội hóa dịch vụ công hiện nay.